Mình xin chào anh em nha. Thì sáng nay mình mới về một con hàng Mai Vàng Bình Thuận. Mình xin giới thiệu đến anh em một cây trực da bồ chi rất là đẹp. Cây này dạng cây lũ bọng nha mọi người. Đấy. Thì cây này cái bộ đế cũng đẹp luôn nè. Bộ đế rễ ok nha. Rễ tơ nè. Chân rễ khá ok. Rễ tơ nè anh em nè. Đấy. Cây này đế nữa. Một cốt nhưng mà nó thành thẹo anh em ạ. Nó chi da nhìn rất là lạ cây nha. Đây cho anh em coi cái dàn lũ thép của nó nè. Đấy, lũ thép của nó nha anh em. Đấy, lũ xếp xuống này nè. Âm xuống đây nha. Dàn chi nè anh em nè. Quá đẹp tuyệt vời. Dàn chi cực kỳ đẹp luôn anh em. Xay dòng cho anh em coi chơi anh Vinh. Mà cây cũng lực nữa. Có một cái chi bay ra. Hoành luôn anh Vinh. Hoành 56. Cao lực 76. Lực quá anh em ơi. Tổng ngang dàn chi 59. Bầu dài 50. Rồi. Anh Vinh coi. Chốt anh em. Chốt không? Chốt. Rồi chốt nha mọi người nha, xe tắt rồi. Chốt ơi lên xe luôn.